của mình trên kênh Anh Đào Vlog nha. Mọi người đã đói bụng chưa? Chồng mình bữa nay đãi mình ăn món dê hấp xả nè, dê cháo xíu bách dê nữa. Trời ơi, cực kỳ ngon luôn nha. Đây là cái miếng đùi dê mà mình ông xã mình đã mua rồi, đã lóc xương ra nha. Một lát nữa đây á, thì cái phần thịt này mình sẽ để hấp xả, còn cái phần này á mình sẽ nấu cháo xíu quách, rất là ngon. Và bây giờ thì ông xã mình sẽ ướp một chút xíu cái gia vị cho cái thịt dê này nó đậm đà hơn. Thì ông xã mình sẽ ướp xả và một chút xíu bột gà vào trong cái thịt dê này. Và đặc biệt hơn nữa là ông xã mình nói là ảnh sẽ làm trong cái thịt, trong cái hấp thịt trong cái tray này á, để mà một lát nữa hấp thịt nó sẽ ra nước, cái nước ngọt đó đó, khi mà mình ăn thưởng thức và mình có thể hấp một chút xíu thì rất là ngon, và nó giữ được cái hương vị của cái miếng thịt luôn, nó không có bị lạc cái miếng thịt. Thì xong rồi, mình đi chuẩn bị hấp thôi. Wow, trời ơi, cái này chín nè, giờ chín tới nè, ngon lắm mọi người ơi. Wow, đó. Cái nước vô lai này ngon ơi là ngon chưa. Cái nồi nước này là mình chuẩn bị nấu cháo nha. Thì cháo thì mình đợi nước sôi, mình để gạo vô. Giờ cháo dê nó hơi đặc đặc nha, chứ đỡ. Cháo dê đặc biệt có đậu xanh nè. Đó, đậu xanh. Để xíu quách dê vô luôn. Với lại mình có xả bầm nữa, để xả bầm vô nữa là ngon tuyệt nha. Xương này ra béo dữ lắm luôn á. Chiến thôi nào. Bây giờ mời mọi người cùng Đào ăn thử cái món dê hấp xả với lại cháo dê này, coi là ông xã mình làm có được không ha. Đào mời mọi người nha, thử miếng dê hấp ông xã mình làm coi. Ông xã mình làm hồi nãy như có giới thiệu đó, là ảnh để trong cái tray á, để mà giữ lại cái nước này nè, lâu lâu mình lấy mình húp một miếng. Trời ơi, ảnh nói vậy đó, khi mà em ăn á xong rồi cái lâu lâu em húp miếng nước này nè, nó thanh, nó ngọt, ngon lắm. Trời ơi, miếng dê nè, đi lựa miếng dê nào có miếng da, miếng mật. Trời ơi, miếng này ngon quá nè mọi người ơi, đầy đủ da thịt mỡ ha. Ở bên đây mà mua dê mà có da cũng khó mua lắm nha. Trong cái chén nước chấm này á, là ông xã mình có làm chao, pha chút xíu đường, với lại đặc biệt là có xả trong này nha, ăn nó cũng gọt đã lắm. Miếng dê còn nóng á, ăn đã. Nãy giờ nó hơi sao ta, cái mùi dê á nó không có còn nồng như là lúc mà người ta làm nha. Ở dê dê nó dê tơ thì sao nó thơm lắm. Wow. Thiếu rồi. Thiếu gì phải không? Thiếu ớt. Này mà có miếng sa tế mà thịt cay. Hôm trước á, nhà Đào có cái cây ớt mà ớt gọi là ớt siêu cay á, hình như là đứng thứ ba thế giới á. Cái ớt đó mà làm sa tế một cái hả, chỉ cần một chút xíu gì thôi nè, ăn mà không giải nước mắt, nó sợ đã ăn mà nó phải cay thường á, nó cay mà gọi là nó nóng mà nó cay, mà nó cay hoài luôn, nó không hết luôn á. Trời ơi, dê này ăn muốn ăn miếng, ăn một miếng lại muốn ăn miếng nữa. Cái da của nó, nó vừa mềm mà nó vừa sực sực sực, thịt thì ngọt, mỡ thì giòn nha. Đã.
Thôi, cái này mà có ly rượu vô nữa là rượu mà thứ rượu mà dưới quê ta nấu vô nữa là trời ơi bá cái. Nói vậy thôi chứ mình đâu uống được đâu. Ôi gạo không biết cháo. Nhà mọi người những cháo nè, cháo này á nấu rồi phải sịt sệt nha. Mình rất là thích ăn cái cháo nè, cháo dê ha, có đậu xanh nè, với lại xả. Xả bạn cứ bầm để trong này to to không sao chứ ăn vô nó sột sột cái miệng, húp một miếng ha, ngon tuyệt vời luôn. Ông xã Đào hay nhậu thế làm món này nè, rồi cái nhậu xong gần tàn tiệc bắt đầu người múc ra một chén cháo xíu quách vậy nè, ăn là khỏe người luôn. Mấy anh hay nói, ông chồng mình với ông xã mình nó hay nói là gì cháo này là húp vô là ông húp bà khen đó. Cháo cái vị nó rất là thanh nha, nó có vị hơi béo của đậu xanh á, rồi cái vị mà ngọt mà béo của cái xương tủy nó ra. Cái cháo này phải hầm lâu lắm, cái này á hầm từ từ mà nãy giờ chồng Đào hầm hơn tiếng đồng hồ rồi đó. Mà nếu mà mọi người không có thời gian á, hầm trong cái nồi áp suất á, nhưng mà nếu mà nồi áp suất mọi người phải canh nha, có thể là chỉ cần khoảng 20 phút thôi là nó đã nhừ cái xương ra rồi, sợ nhừ quá lại ăn không ngon. Tại vì nhừ quá nó ra cái xương nó béo dữ lắm luôn á. Trời ơi, húp cái miếng này là đã. Trời ơi, đã quá. Cái này á, bữa nào á, mà ví dụ mà cái này mà ai mà ở Việt Nam á có điều kiện mua là hấp giờ tuyệt vời luôn, tuyệt vời mặt trời luôn. Mượn bữa hấp miếng nữa nữa cái con queo mà nước cực thịt chảy ra luôn á. Cái món này á là ông xã mình á cũng được người bạn, anh bạn á ảnh cũng hướng dẫn, không phải là cũng như mình cũng đã biết làm rồi, nhưng mà cái anh bạn á cũng chỉ cái cách làm của ảnh, mà mình thấy khi mà làm như vậy ngon. Là có nghĩa là khi mà ăn á, khi mà hấp á thì để cái tray nè cho nó giữ cái nước lại nè, húp nè là một. Thứ hai nữa là trộn thêm miếng gia vị vô trong cái thịt khi hấp á để cho giống như là nó hơi đậm đà hơn một chút xíu nữa. Chứ nó, nếu mà mình hấp không á thì nó có vị ngọt của thịt thiệt, nhưng mà nó ngọt thịt nhưng mà nó sẽ thanh thôi, chứ nó không có phải là đậm đà. Còn cái này là nó có vị ngọt thanh nhưng mà nó có vị hương vị đã hơi mặn mặn nhẹ nhẹ đó, đã thiệt vời, tuyệt vời lắm. Trời ơi, ở bên đây á, ở bên Úc này nè, mua thịt mà có da đó này kia cũng đôi khi cũng không có, tại vì lúc đó mình không có ăn da, mình tay nó không có ăn da, nó là mỡ không à, không à. Mà Việt Nam mình á đặc biệt là thích ăn da, ví dụ như là những món như là bò, mà bò thui nè là một nè, hai là dê mà dê nướng, dê hấp, cái loại dê này kia mà không có da là coi như là dở hết 50% công lực rồi, đâu có ngon nữa. Mà tụi tay nó lại không ăn, không biết là nó biết thưởng thức hay không nữa. Đã nói về cái cách ăn á thì mình thấy cái cách ăn của châu Á với lại những người Tây châu Âu rồi này kia đúng là hai cái văn hóa khác nhau á, cách ăn nó cũng rất là khác biệt. Ví dụ như những người Tây ha, thì người ta ăn á, người ta ăn muốn thưởng thức trọn vẹn cái hương vị, giống như người ta thường là người ta nướng không, hoặc là giống như thịt bò rồi này kia người ta chỉ rắc một chiếc muối nhỏ thôi. Những thịt dê thì cũng vậy, họ nướng họ chỉ trộn miếng muối hoặc là một số cái có một cái lá mà rosemary á để mà họ nướng chung để cho bán cái mùi của cái con vật đó thôi, chứ họ không ướp gì nhiều như mình.
Còn người châu Á mình á, đặc biệt ăn là phải có rất là nhiều gia vị, rất là nhiều gia vị luôn. Ví dụ như là mình ăn ăn thịt nướng đi, thì bắt đầu mình có nước sốt BBQ, rồi nước sốt tiêu đen, rồi đủ thứ các loại nước sốt hết á, rất là nhiều gia vị. Còn họ thì phương Tây thì nó ăn đơn giản lắm, nhưng mà mỗi một cách ăn á, Đào thấy nó sẽ có một cái điểm ngon riêng, cũng tùy món. Và cũng với lại khi mà mình thưởng thức tùy cái buổi tiệc đó thì mình ăn sao mà phù hợp với bản thân mình thôi à, chứ ăn không nó cũng ngon, như là thưởng thức cái gia vị nó cũng ngon, mà đôi khi nướng có gia vị hoặc là nấu có gia vị cũng ngon. Có nó mà nhìn chung thì người châu Á mình đúng là ăn gia vị nhiều. Cháo. Cháo đậu xanh ngon ghê. Trời ơi, thích nhất là nhai chúng mấy miếng xả giòn thơm đã ghê. Đậu quá. Trời ơi, ngon quá. Bữa nào á mấy chị em á chỗ Tài á cho ông xã ở nhà đi, bữa nào ông nhậu không có gì nhậu á, chỗ Tài làm món này đi, trời ông không vỗ tay khen mới là lạ đó. Nhậu rất bắt nha, ngon lắm á. Nhậu bia cũng được, nhậu rượu cũng ngon luôn, trời ơi ngon quá. Ăn thử rồi. Ôi. Ngon quá. Cái nước chấm này á, anh xã Đào có nặng chút xíu chanh vô chấm nữa. Chào. Pha miếng đường. Sa tế nặng miếng chanh vô. Trời ơi, miếng này nè, miếng da này đã chưa. Wow. Hai mấy cụ xíu bánh này ngon chứ biết đâu. Hồi ăn rồi bơm bơm gặm xong hút cục tủy ra. Trời ơi, béo. Trời ơi, ngon quá. Các mình làm tô cháo nè con. Ôi ngon quá. Ăn cái này hả, giải cảm được luôn á. Mùi xả thơm. Trời ơi, cái này nè, gặm gặm cái thích nè, xương cổ nè. Đó. Trời ơi, nóng quá. Đây. Mời mọi người ha, tôi bóc luôn nha. Wow, trời ơi. Mày gấp mấy hạt cháo cái này đó, mấy xíu quất gì nè, gặp mới đã. Trời ơi, ăn món này á mà giữ kẻ quá khó ăn. Thôi để mình tự nhiên nha mọi người. Trời ơi ngon quá. Mấy chị em nào á cuối tuần mà không biết làm món gì cho ông xã, cứ làm món này cho em, trời ơi đảm bảo chồng yêu chồng mê tới già.
cơm đá. Thơm chán. Mình ăn nhiêu đó mà muốn no quá mọi người ơi. Cho em miếng trái cây vô đi. Dưa lưới, lưới ngon quá. Bây giờ á, trước khi mà kết thúc buổi tiệc hôm nay á, thì Đào cũng xin chốt lại thực là món dê hấp xả giữ nước lại như vậy phải nói là cực kỳ hấp dẫn nha. Ăn liền mấy này vừa hấp xong đem ra ăn chấm với lại miếng chao tuyệt vời. Cái mùi xả đó nó sẽ át đi mấy cái mùi hôi của cái thịt của con dê, cho nên mọi người cứ yên tâm ha, không có bị tanh hôi gì hết trơn á. Rồi xương mày mọi người lóc ra xong nó lấy cái xí quách này nấu cháo, trời ơi vừa bổ vừa ngon, ông ăn mà bà khen nha mọi người. Đến đây thì mình xin kết thúc cái video của mình ngày hôm nay. Thì nếu như mọi người yêu thích cái video này hãy cho Đào một like ha. Còn mọi người nếu mà yêu thương hơn nữa thì hãy cho Đào một cái subscribe cho kênh để mà theo dõi những cái video tiếp theo trên kênh của anh Đào ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.